anh chị đang xem cái cảnh xịt rửa cái cơn heo cảm biến trên anh chị ha. Đây là dạng cơn heo nái cảm biến trên, cho nên nó chống nước, chúng ta xịt rửa rất là an toàn sau khi sử dụng. Và cái cân này nó chống chuột nữa, cho nên chúng ta không có tốn tiền sửa cân trong thời gian sử dụng lâu dài. Dạ, em chào anh. Dạ, bằng sắt kẽm hợp pháp. Rung nhẹ đi anh, rung nhẹ đó, nó vẫn rồi. Anh liều lên một con nữa thì nó vẫn nhảy tiếp. Anh vũ lên luôn, vũ lên lên thử xong. Rồi rung nhẹ nó cũng vậy luôn đó rồi xong. Quay một vòng giùm em đó anh, cho cái đầu cân nó ra ngoài để mình dễ quan sát. Rồi, thoải mái luôn. Rồi, hai cái tay đó lát nữa anh để xuống là để cùng một lúc hai tay nha. Đó, nó sẽ đều cái cân hơn. Rồi. Chính xác, đẩy lên luôn anh ơi, đẩy lên gá lên luôn. Đúng rồi. Ngon lành. Anh chị xem xong video này mà cảm thấy cái cân điện tử, cân heo nái cảm biến trên này nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó, thì anh chị cũng thể gọi nhanh đến số hotline hiện trên màn hình đó là 0909 89833 ha. Và xem xong video clip này mà anh chị cảm thấy cái video clip này nó mang đến cho anh chị nhiều cái thông điệp hữu ích về dòng cân điện tử cảm biến trên quá, thì anh chị đừng quên bấm vào nút like hoặc nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh Giải Pháp về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa cân điện tử anh chị nha. Một lần nữa kênh điện tử cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt. Xin cảm ơn ạ.